Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức của tôi. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung Cà Mau kết luận về thông tin xuất hiện gạo giả. Ngày 23 tháng 12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giám định mẫu gạo được một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải lên cho là gạo giả. Theo báo cáo, Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ cho biết, sau khi so sánh đối chiếu kết quả kiểm nghiệm với bảng thành phần thực phẩm tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành, kết quả cho thấy hàm lượng các chất trong mẫu gạo nghi là gạo giả hoàn toàn ứng với bảng thành phần dinh dưỡng của gạo thật. Từ cơ sở trên, ngành chức năng đã kết luận mẫu gạo do tài khoản Zalo do tin cho rằng gạo giả là thật. Trước đó, vào ngày 3 tháng 11, tài khoản do tin đã đăng tải thông tin với nội dung: ngày hôm qua, gia đình tôi đi ra chợ ở Thới Bình, Cà Mau mua một bao gạo 50kg. Khi về thì hạt gạo vẫn trắng tinh. Sau một đêm gạo chuyển sang màu vàng. Khi nấu cơm thì hạt gạo không nở như gạo bình thường mà chỉ dẻo lại như keo. Chiều dài thì lại bất thường, có thể đây là gạo giả, bà con chú ý nha. Qua xác minh, chủ tài khoản trên được xác định là ông Đỗ Thường Tính, ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình. Thông tin thất thiệt trên đã gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng của người dân. Ngay lập tức, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thành lập đoàn thanh tra đến xác minh và lấy mẫu gạo đi gửi để phân tích. Như vào năm 2018 thì một cô gái ở Cà Mau cũng đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng vì lên mạng xã hội tung tin gạo giả xuất hiện ở tỉnh này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy cái nào có thì nói có, không có thì đừng nói nha. Nó tùm bậy tùm bạ, bây giờ là an ninh mạng nó gắt lắm, phạt là chết luôn. Vì vậy các bạn hãy chia sẻ video này rộng rãi để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký ngay đây nè để cập nhật các tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn.